chào mọi người nha. Bữa nay bên mình mới về 100 ký lỗ. Thì bữa nay mình lúc đợt cái đợt đầu mình về á là có lỗ dành cho hồ mà hồ 40 là những anh em mà nuôi lẻ, nuôi những con nhỏ nhỏ. Thì bữa nay mình về gồm ba loại, một loại như đợt trước và loại tài định, hai loại là bốn cục, hay là loại bốn cục. Giống như là hồ anh em mà nuôi mà trong cái hồ bự là nuôi dùng để cái hồ mà ép đẻ á, thì những cái loại này được gọi là loại bốn cục nha anh em. Đây. Đó là chụp chụp với nhau vậy đó. Đó, loại này là loại bốn cục. Và loại thứ ba loại cuối cùng á là loại dành cho những con size trên 15, size trên 10. Ví dụ như là Lobern hay là những con mà càng bự ở đây, là loại này. Mình về được có như đây khúc rồi. Và những loại này là dành cho những cái con mà size khổng lồ nha mọi người. Đây. Tại cái hang của nó vừa đủ bự để nó chui vô chui ra đưa càng nó. Mọi người coi nè, hang nó rất là bự nha mọi người. Mình đưa cái bàn tay mình vô đó, hang rất là bự luôn. Đưa bàn tay mình vô còn được nữa. Thì những loại này mình về được có nhiêu đây khúc thôi. Đó, những cái loại kiểu nào. Hang nè, cái này là dành cho những tấm bự nha mọi người. Thì cái loại này nè, nếu mọi người mà nhà mọi người mà có cái đầu cưa á thì mọi người có thể cưa nó ra đây, để cưa nó ra làm hai hoặc làm ba. Nhưng mà mọi người cưa đây nè, một cục, một cục là cục này ra thành ba cái rồi à. cái lỗ nó bự vậy nè, đó, tha hồ cho mọi người chơi. Nếu mà mọi người có thời gian mà hay là mọi người có máy cưa á thì mọi người cưa đó, mọi người tranh thủ nha. Tại dành cho cái gặp càng bự á, nói cho những con tôm bự á thì được mình được có như đây khúc rồi nè, quay thành hồ đó, như đây khúc rồi. Còn cái bên là đó rất là bự nha. Giá vẫn không đổi nha mọi người. Và quên nữa, mình nói với mọi người là những cái loại mà cục bự như nè, nếu mà như là lẻ đi, mấy cái loại bốn cục hay là những cái loại đơn á, hay là loại nhỏ nhỏ như nè, thì mình bán có giá là 100.000 một ký. Thì khi ví dụ những cái loại bự như nè, nói như mọi người chơi cái loại mà dành cho mấy con lure nữa, không mấy con mà càng bự quá bự như nè, thì ví dụ mình bỏ ra đây mình con nè, bao nhiêu ký? 2 ký 3. Những cái cục này nè mà trên 2 ký là mình bán còn 80.000 một ký nha mọi người. Là như tám như kiểu như thế này là có 170 thôi, 170 180 thôi đó. Mọi người có thể cưa ra làm đôi là xài được hai hồ, là xài được hai con. Còn đối với những cái loại này á thì vẫn giá cũ là 100.000 một ký. Nó là loại bốn cục, nó là nguyên khối luôn đó, này ở 101 thôi. Lỗ này mình là bao nhiêu? Còn những cái cục bự là mà trên 2 ký á, đó là giá là còn 80.000 một ký. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái lỗ bốn cục ha. Là nhất là bây giờ cái lỗ này là xong đi. Đó. Để bên bên cái lỗ bốn cục. Lỗ bốn cục đó là giống như anh em nuôi á. Anh em để cho một cái hồ bự như nè. Nhưng bên mình là nuôi hồ 60 á thì cứ bỏ cái loại này vô. Nó cho con tôm nó chui lòn lách ở dưới đây nó làm nghĩa là nó để mấy cái loại khối vậy nè, nó con tôm nó bò thoải mái luôn là đủ. Còn ví dụ như cây đi có giá là cỡ 1 ký 50 là cỡ 115.000 cây này đó. Nó là những khúc lỗ bốn cục nha mọi người. Như cây này nè, này có 6 lạng à, là 60.000 đó. Loại thứ hai là loại bốn cục nha. Loại này dành cho những anh em nào chơi hồ bự, hay là những anh em nào mà muốn chơi đẻ, cho khối, cho tôm đẻ. Giờ này tại này thì có 60.000 luôn, có 6 lạng à. Nước loại bốn cục thì nó nhẹ. Và loại này của mình là bao kìm cho anh em luôn nha, không cần lụt hay là gì đó, bao kìm luôn, rất là nhẹ luôn đó. 60.000 có lại bốn cục 60 đó. Thì loại bốn cục này mình về có vài chục tí thôi, mình bán thử cho anh em nào cần. Anh em tại bữa có vài anh em qua kêu, thứ nhất là góp ý mình là loại bốn cục, thứ hai là loại lỗ dành cho mấy cái tôm bự hơn. Thì bây giờ tiếp theo vẫn là chủ lực là cái loại này dành cho tôm đơm. Anh nhìn cũng là đẹp quá nè, đẹp quá, một cục đẹp quá trời luôn mọi người, nhìn đi.
hồ 40 mà mọi người chơi cái cục này là quá đẹp. Thứ hai hả? Đó, như thế này là có nhiêu đâu? 120.000 à. Chứ ba bỏ vô hồ cho mọi người coi luôn. Hồ này cũng là hơi nhỏ nha. Hồi nãy mình có 30-30 à. Đó, mọi người coi nè. Lên màu đẹp ghê không? Vô nước cái lên màu ghê không? Cái này mình chưa rửa sơ nha. Mọi người rửa sơ lại là khác nữa chứ hồ này cũng hơi nhỏ quá. Đó, ta hồ mà còn mọi người coi nè, đẹp không? Lên màu đẹp ghê không? Bắt mọi người muốn đặt vị trí như thế nào cũng được hết á. Đơn giản cực kỳ. Còn bên đây là như cái này nè. Để cho hồ 80 nè, đó anh em mà chơi hồ 80 một mét á, chơi cái này thì vô. Bao đẹp. Đây là cái bố cục nha mọi người. Đây, để đây nè. Tuyệt vời không? Đấy nè. Đó, nè. Có cái cục đá mọi người chẽ đây nè, cho nó cho đứng lên đi nè. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi mọi người để nằm cái này nè, đó cái này nè. Đẹp lắm. Hồ 80 mọi người chơi cục này vô hết. Ký 8. Đó, ký 8. Đó là 180.000 luôn. Cây nguyên một nhánh. Khỏi ghét cái gì luôn mọi người. Cứng cáp cực kỳ luôn. Và thứ hai là đây. Đây là những cái loại rổ mà mình nói đó. Anh em vừa qua mà anh em thích rất là ưa chuộng loại này luôn. Này dành cho baby. Dành cho size từ baby mình lên tới size 6-7 đó. Này anh em khoái, khoái là loại lắm. Mình đang chén hàng. Đó, như kiểu đơn giản nè. Bỏ vô nuôi đó mấy con baby chui đây nè. Có thể mấy em mà qua mua mình á, một cây nào mọi người cắt ra làm đôi. Gưa ra làm đôi như cây này nè. Nhiêu? 30.000. Mọi thấy không? Rất là hiệu quả mà rẻ nữa. Mà lỗ này mọi người xài thoải mái luôn. Nó không bao giờ bị mòn hay bị gì hết á. Như cây miếng này nè. Giống như là tôm bò dưới đây nè mọi người thấy không? Đó. Dành cho từ size 7 trở xuống á. Rất. Đang mình đang chế hàng loại này. Nhiêu? 50.000. Mọi người thấy không? 50.000 à. Như đây nè. Một nguyên một miếng luôn à. Tơ phải bò lên bò xuống rồi trốn ở dưới. Mọi người có thể cắt đôi nè. Đây nè. Có cái đường rạch đó nè. Mọi người bẻ đôi ra. Làm được hai cái. Nó như nguyên khói lại là nhỏ nè. Dành cho cái này to leo. Tôm dành cho mọi người dạng á. Leo kèo được trên đó. Đôi này cỡ 600.000. Nó cũng phải 600.000. Mà cái loại này nè. Đó. Nhiều lắm nha mọi người. Đó, kiểu loại nè. Ôi, đây là loại đó mình đã từng phân loại riêng đó cho mọi người coi nè. Có đó mọi người cắt ra hoặc cưa ra cũng được, tùy mọi người thôi. Cái cây này nó bự quá. Đó, nhiều lắm, 100 tí rồi. Thì mọi người có hứng thú, mọi người có cái việc qua mà lựa. Giá cũng không thay đổi cho mọi người. Vẫn 100 một ký. Thì những lúc nào mà trên 2 ký á thì mình còn nào còn 80.000 một ký thôi. Đó. Mọi người lưu ý nha, mấy loại bự gì là mình không có được có nhiều đâu, còn mấy khúc thôi là hết đó. Quá là mọi người nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tầm cỡ cơ 10 cục dành cho những con baby, con tôm lớn á. Tôm trên size 12 á. Còn 10 cục thôi đó, mọi người cứ việc qua. Thì giá những cái mấy cục này chắc mà trên 2 kg rồi. Trên 2 kg mình cứ lấy 8-1 kg thôi. Còn những 4 cục và những hàng lại lẻ á. Thì cũng chắc còn 1 kg. Anh thấy đó là bố cục là quá đẹp luôn. Nhiều cây bố cục thì quá. Nó còn ảnh nằm phía sau trong đây là mình nhiều lắm nha mọi người. Mình chưa có thời gian mình lấy ra nữa. Đó, như kiểu nè. Như là cái này kiên cá vậy. Này đó, mình coi nè. Đó, đã không? Tới tơ ví dụ lúc chui vô đây đi. Cho mình vô ướt hết như đó. Cái này mình chưa có rửa nha mọi người, hàng mới lấy về chưa rửa. Đây là cái hồ tơ mọi người trốn, đây là bò lên đây này là thoải mái. Và hàng này của mình là bao chìm, mọi người cứ yên tâm, khỏi lo về việc chìm. Và thứ hai á là, có nhiều anh em mới nói mình á là sao không về cái loại nhánh. Cái loại nhánh là loại như nào ra mình nói. Nó giống như
bữa nay mở đây mình không có, ví dụ cái lại nhánh là như cái rễ cây nó tản ra nhiều nơi đó, là như cái trục cục anh à, mà nó tản ra nhiều chi với nhau, nó tạo một cái tán hoa á. Thì tại sao mình không có về những loại đó? Cái đó mình về đơn giản luôn, nhiều lắm luôn, nhưng mà vì cái lý do là khi mọi người bỏ vô nước như cái loại đây, như cái loại đây, mọi người bỏ vô nước này nha. À, ví dụ nha mọi người nè, cái loại tán kia là nó còn nhiều hơn cái này nhiều, cái này là chỉ 1/10 các bạn cái loại tán thôi. Ví dụ đi, mọi người bỏ vô nước đi thì tán nó rất là nhiều. Khi ví dụ mọi người muốn bắt một con tôm đi, cái này mọi người thò cái cây vợt cho mọi người lấy, nó sẽ bị dướng đó. Ví dụ vậy nè, nó bị dướng liền, và dướng như vậy những cái tán nó rất là nè, rất là giật mình. Được, có rồi, mọi người chờ mình quay về lũa lên lấy cái loại tán mọi người, để mọi người dễ mình luôn. Cây tán là như vậy nè mọi người, mọi người hình dung được rồi đó. Đây, cái cây tán như vậy mình về rất đơn giản mà rẻ nữa. Mình mọi người toàn dân người chơi, mọi người nhìn vô hồ thấy rất là đẹp đúng không? Quá đẹp luôn. Nhưng cái điểm yếu đó là sao? Khi mọi người nuôi cố lại như vậy là mọi người chơi thủy sinh hoặc chơi tép thôi. Nhưng mọi người chơi tôm, ví dụ có tôm mọi người lọc vỏ hay là có tôm mọi người sắp lọt đi, mọi người thò cái vợt nè xuống đó mà chứa đụng nha, nhẹ thôi là nó dính cái vợt mọi người này, mà vợt này mình vợt nhỏ nha, chứ nếu mọi người chơi vợt bự đi mấy cái cành này nè nó cứng lắm, nó nhây lắm, cực kỳ nhây luôn, dơ nhẹ qua là dính liền. Sao mọi người bắt được con tôm? Ví dụ hồ mọi người như mình đây hẻo đi nào lên đèn nội đi, rất là khó khăn khi bỏ một cây này vô cố định cho để mọi người bắt một con tôm hay bắt một con cá hay là bắt con cá trượt kiến hay là ốc đi, mọi người là phải lấy một cái lũ ra. Khi mọi người lấy cái lũ ra thì tất nhiên bụi ở dưới đấy mọi người nuôi thời gian lâu á nó sẽ bay lên làm cho mọi người khó chịu. Thì đó chính là cái thứ hai, đó là khi cái tán này nè, khi mình bỏ thức ăn tép hay là cái cám bởi ra nó dính trước đây nè, con tôm của mình là không thể nào ăn được, không thể nào ăn được, mình nhắm thẳng là điều đó luôn. Thì đó là lý do tại sao mình không có về cái loại tán này mình bán cho anh em. Cái này là cái tái, cái này là cái tái mình ráp nha. Cái này không phải cái tái nữa, thật sự của em Linh Sam á, cái này là cái rễ của nó, cái bộ rễ của nó mọc dưới lòng đất á, nó bám nó trụ nguyên một cây Linh Sam ở phía trên suối. Thì cái này gọi là cái rễ, cái tái cái rễ. Thì khi cái này là mình ghép hết cho mọi người nè, có dấu ghép nè đó, có ghép hết. Thì ngày xưa mình chơi cá chơi thủy sinh mình ghép thì không sao, nhưng khi chơi tôm mình ghép thứ nhất là có keo 5502 và thứ hai là có mùn cưa, đây là cái giống mùn cưa. Mình thì sợ tại vì tôm tép nó dị ứng với lại cái loại mà keo này nọ lắm, cho nên mình không có dám ghép kiểu vậy. Rồi mình bỏ vô hồ mình nuôi, mình sợ chất độc trong keo nè chảy ra, hay là con tôm mình tò mò chui vô đây nó cắn. Mọi người tính biết mấy con tôm hay nó hay cắn lỗ mà, cái vô mày nó cắn hay là xúc miếng keo nó cắn chung cái lại keo 502 với lại một mùn cưa á, thì mình sợ con tôm sẽ bị độc tử. Cho nên mình không có nhập loại này về, hoặc là mình không có nhận ghép cho anh em là làm gì nè. Đó, ghép đơn giản cực kỳ luôn mọi người ơi, dễ lắm. Bên mình chạy, bên mình có ông anh là làm chuyên về thợ là làm mấy cái này nè, ghép cực kỳ dễ luôn. Nhưng á, mình nói lý do tại sao mình không có lại về cái tán này. Cái điểm yếu là của nó là như vậy, nhược điểm của nó. Bây giờ mình về những cho anh em mà thực dụng, đó anh em mua về bỏ vô xài, hiệu quả thực dụng, màu đẹp. Đó, vân nè, đẹp không? Màu đẹp cực kỳ luôn, thì hiệu quả cho anh em mà được. Rồi ví dụ anh em mà muốn chơi về thủy sinh á, ok là tuyệt vời rồi. Thủy sinh là mấy cái tán này là quá đẹp luôn, không có gì bàn cãi nữa. Còn anh em ở đây chơi tôm thì anh em cứ kịp, rất là bố cục nè, quá đẹp tuyệt vời luôn, thấy không? Đó, bố cục nè, đẹp tuyệt vời luôn. Có cái con lùa
size 10 nhà em có. Mà cái lót hơi nặng nha em. Thì em nói rồi hơi nặng thì cái giá như cũ thôi. Trời ơi, mày qua đi mày ơi. Anh em không, mày cũng giá cả gì. Thì nha, em ơi đi. Rồi, đó mọi người đó. Đây là đủ cục nè. Nó đủ cục đây. Đủ cục đây chậm nó nằm trong cái này nhiều nè. Ok, nói cho mọi người qua lửa có cho mọi người chơi luôn đủ. Tại dành cho hồ rẻ cho mọi người. Còn cái loại này thì mọi người như đủ thôi. Tôm con, tôm baby, cưa đôi ra. Làm được hay không? Mấy cái loại này thì mình cho mọi người cứng đặt bởi đầu. Cứng lắm. Rồi, ok mọi người cứ coi clip nha mọi người, có gì thắc mắc thì cứ việc lên cái page của mình á, TV House á, rồi có gì mọi người nhắn tin thì sẽ có anh em trên đó sẽ hỗ trợ cho mọi người, trả lời cho tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha.